Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với những tin chính sau. Tin tức vấn đề KIC. Việt Nam sẽ áp thuế toàn cầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Khám phá mới, ba quỹ đầu tư đổ vốn vào Pinwork. Ví an toàn của Pinwork đáp banh pháo đài cho sự thịnh vượng của người nắm giữ Pi. Thưa quý vị, đầu tiên là tin tức vấn đề KEC. Một vấn đề mà cộng đồng quan tâm nhất hiện nay là KEC xác minh danh tính. Ngoài việc KEC bị treo và chưa nhận được KEC, vẫn là điều mong đợi của nhiều người. Điểm quan trọng là tỷ lệ những người tiên phong dưới 18 tuổi là rất lớn trên toàn cầu, nhưng chưa thể thực hiện được KEC Tuy rằng Picotim đã có giải pháp cai C dành riêng cho trẻ em dưới 18 tuổi và có phụ huynh bảo hộ nhưng chưa được phát hành. Có rất nhiều lý do cho việc phát hành cai C trẻ em. Vấn đề luật pháp bảo vệ quyền trẻ em, bảo vệ thông tin người dùng trẻ em, việc giám hộ như thế nào. Nhiều quốc gia có những điều luật khắt khe về việc này, cho nên đó cũng là một rào cản gây chậm trễ kec cho trẻ em tuy nhiên chúng ta hãy yên tâm về việc kec nhóm cốt lõi đã tính toán lên kế hoạch và có lộ trình cùng với những điều luật ràng buộc bởi những quốc gia khác nhau sau khi thống nhất và đạt những tiêu chí về luật và quyền trẻ em trên mọi quốc gia khác nhau đương nhiên kec sẽ được thực hiện ví dụ như tại việt nam vào ngày 27 tháng 11 năm 2023, luật căn cước đã được Quốc hội thông qua. Luật này sẽ cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi. Khi mà dữ liệu quốc gia được đẩy lên, phổ cập cho toàn bộ trẻ em dưới 18 tuổi. Lúc đó, việc c trẻ em sẽ được thực hiện nhanh chóng và an toàn. Tất cả rồi sẽ được vượt qua c Chúng ta không cần phải lo lắng. Bên dự án họ đang rất bận rộn chuẩn bị cho bản V2 tháng 12 và chuyển sang giai đoạn mainnet mở hoàn toàn. Sau khi mạng mở, chắc chắn một điều rằng ai muốn tham gia mạng Pi đều phải xác minh danh tính KYC là điều bắt buộc chứ không phải chờ đợi KYC như hiện nay. Do nhiều điều kiện cần hoàn thiện nên chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi cơm không ăn gạo còn đó, tiền không tiêu, nó vẫn trong ví của bạn. Và Pi sẽ ngày càng có giá trị cao theo thời gian, nên quý vị đừng nôn nóng. Hãy giữ chắc su Pi là điều hạnh phúc sẽ đến vào năm 2024. Một thông tin thú vị nữa là dữ liệu trên blockchain Pi đã cho thấy Pi có team đang thử nghiệm việc phí thuế toàn cầu khi giao dịch xuyên quốc gia. Trong khi đó tại Việt Nam sẽ áp thuế toàn cầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Đây là một tín hiệu toàn cầu hóa về giao dịch xuyên biên giới, một giai đoạn chuyển đổi của hệ thống tài chính toàn cầu. Một loại tiền tệ mới ra đời là Pi cùng các loại tiền tệ trung ương là CBDC sẽ thống trị nền kinh tế số hoàn toàn mới. Nếu bạn không nhận ra thì bạn sẽ trở về thời kỳ đồ đồng đồ đá. Ngày ấy không xa, chia sẻ của một pioneer cũng là thông điệp cho cộng đồng chúng ta tình ngộ. Ngày ấy bạn chỉ cần mở điện thoại ra là thấy tin tức về Pi. Bài viết về Pi tràn ngập trên mạng xã hội, tràn ngập trên các mặt báo. Vì tôi biết nhiều nhà báo cũng đang khai thác Pi và tin tưởng Pi. Ngay cả tờ báo ân ti trước đến giờ cũng phải đăng về Pi để mà còn kiếm chút ít từ người xem. Trang cá nhân của các KOL trong làng crypto hay nghệ sĩ người nổi tiếng từ trước đến nay im ắng. Bỗng một ngày đẹp trời đăng tweet về Pi với số Pi khủng trong ví. Niềm vui sẽ lan tỏa khắp các ngõ ngách trong cuộc đời bạn. Vì hết thảy các pioneer háo hức chờ đợi những ngày này cuối cùng rồi cũng đến. Dân số Pi hiện có cả già trẻ, gái trai, nông dân, công an, bác sĩ, nhân viên ngân hàng, xây dựng, bất động sản, doanh nhân, chủ các shop thời trang cùng một niềm vui chung. Một thời không xa nữa, thời ấy bạn đi ra đường, trong mắt bạn đầy ắp logo Pi trên các biển hiệu. Trong đầu bạn suốt ngày vui sướng khi nghĩ về Pi và khi bạn đưa tay vào túi và nhận ra mình cũng có pi trong ví. Đó là thời đào pi trên điện thoại chuyển dần sang thời chạy nốt mới có pi. Thời giao dịch pi trên hệ sinh thái và thời các trader đọc lệnh, thổi nến, vẽ chat pi trên khắp các sàn. Thời đào pi miễn phí rồi sẽ chuyển dần sang thời tính phí. Thời điểm pi open mainnet cũng là thời khắc thay đổi của nhiều người hãy chuẩn bị cho nó và hãy chuẩn bị thật nghiêm túc. Vì trước bao nhiêu cám dỗ bạn có thể sơ suất mà mất sạch hết số pi trong ví của mình trong tích tắc. Pi là chen, không phải là mốt. Mốt là xu hướng nhất thời, còn chen là cơn sóng thần, âm ỉ qua nhiều năm. Đến lúc bộc phát thì không gì ngăn cản được. Khi đó chắc chắn nhiều người sẽ thay đổi nickname là pi thủ hoặc ảnh đại diện toàn logo pi tới số điện thoại dùng cũng xuất hiện dễ số của Pi. Phần để khẳng định tình yêu với Pi và đó cũng là trend tương lai. Nghĩ không cũng đã thấy vui rồi. Phần 2. Khám phá mới ba quỹ đầu tư đổ vốn vào Pinwork. Thưa quý vị, sự gia tăng đầu tư gần đây đã đẩy Pinwork trở thành tâm điểm chú ý. Ba quỹ đầu tư lớn đã mở rộng hỗ trợ tài chính đáng kể cho dự án vừa chớm nở này. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào các khoản đầu tư này, hãy xem lại nguồn gốc của mạng Pi. Tiến sĩ Nicolas Kogalit trước khi thành lập mạng Pi đã dành nhiều thời gian để tiến hành nghiên cứu tại Đại học Stanford. Trọng tâm của ông bao gồm các lĩnh vực tiện ích, động lực xã hội, chuỗi khối và hợp đồng thông minh. Rất lâu trước khi có khái niệm về Bitcoin, chính trong thời kỳ này tiến sĩ Nicolas Kogalit đã gặp tiến sĩ Sifan một chuyên gia về tương tác giữa người và máy tính và hành vi xã hội. Cả hai đều có chung tầm nhìn, thúc đẩy một cộng đồng nhận thức được sự đổi mới công nghệ và bản chất thực sự của tiền điện tử ngoài các giá trị trao đổi đơn thuần. Hiện tại, tiến sĩ Nicolas giữ chức vụ giám đốc công nghệ CTO tại StatX, một quỹ hỗ trợ các sáng kiến của sinh viên đại học Stanford. Thông qua StatX, Họ đã hỗ trợ và hướng dẫn hơn 1.600 CEO và 700 công ty khởi nghiệp thành công. Mối quan hệ của tiến sĩ Nicolas với các quỹ đầu tư và các doanh nghiệp mà ông ủng hộ đã làm sáng tỏ quy mô toàn cầu và tính chất tốn nhiều thời gian của dự án Pi Network. Hãy cùng tìm hiểu về ba quỹ đầu tư đã tập hợp lại sau mạng Pi. 137 Công ty Liên Doanh Có trụ sở tại San Francisco, 137 Ventures quản lý hơn 1,6 tỷ đô la, cung cấp các giải pháp thanh khoản tùy chỉnh cho người sáng lập, nhà đầu tư và nhân viên ban đầu của các công ty công nghệ tư nhân đang phát triển. Quỹ Thiết kế Quỹ Thiết kế không chỉ đơn thuần là một tổ chức đầu tư, đó là cộng đồng nhà thiết kế trao quyền cho những nhà sáng lập có hiểu biết thông qua sự cố vấn, hỗ trợ tài chính và khả năng tiếp cận các mạng lưới rộng khắp. Sở trường của họ nằm ở việc hỗ trợ các nhóm thiết kế sản phẩm và mở rộng quy mô thông qua các chương trình phát triển chuyên nghiệp. Liên doanh Ulu hoạt động tại Palo Alto, Ulu Ventures là một công ty đầu tư ở giai đoạn hạt giống tin tưởng chắc chắn và đòn bẩy mà các khoản đầu tư ở giai đoạn đầu mang lại để nuôi dưỡng các ý tưởng khởi nghiệp. Ulu đã nỗ lực hết mình để xây dựng một cộng đồng ở Stanford, một trung tâm nổi tiếng về khởi nghiệp công nghệ cao toàn cầu. Ba khoản đầu tư này biểu thị sự thay đổi mô hình trong quỹ đạo của mạng Pi, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng theo cấp số nhân và sự công nhận toàn cầu của nó. Dòng đầu tư ở mức độ lớn này không chỉ truyền vào nguồn lực tiền tệ mà còn mang lại vô số chuyên môn chiến lược và cơ hội kết nối sự hợp tác của pinwork với các quỹ quý giá này là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của nó mạng pi không chỉ là một dự án tiền điện tử khác đó là sáng kiến tiên phong được xây dựng dựa trên lý tưởng về cộng đồng đổi mới và tăng trưởng bền vững một minh chứng cho niềm tin chung vào một tương lai nơi tiền điện tử có được giá trị không chỉ từ giao dịch đầu cơ mà còn từ tiện ích trong thế giới thực của chúng Tập đoàn đầu tư này báo trước một chương mới trong hành trình của mạng Pi, mở đường cho sự nổi lên của nó, như một lực lượng tiên phong trong không gian tiền điện tử. Thứ ba, ví an toàn của PNQ, đáp banh, pháo đài cho sự thịnh vượng của người nắm giữ Pi. PNQ đã công bố kế hoạch ra mắt đáp banh trên mainnet, thu hút sự chú ý đáng kể từ cộng đồng. Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong hệ sinh thái PNQ đặc biệt liên quan đến tính bảo mật của tài sản P-Coin cho người nắm giữ nó bảo mật vô song đối mặt với menet và đáp việc hiểu được tầm quan trọng của việc lưu trữ an toàn là điều rất quan trọng đối với những người nắm giữ pi ngân hàng đáp được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như một pháo đài an ninh cho những người đang tìm cách đảm bảo tài sản của họ vẫn được bảo vệ trong hệ sinh thái đang phát triển Quản lý rủi ro tăng lợi nhuận Khi giá trị của Bitcoin tăng lên thì rủi ro bảo mật cũng tăng theo. Tuy nhiên, ngân hàng đáp dự kiến sẽ đưa ra giải pháp bằng cách cung cấp một môi trường an toàn và đảm bảo để lưu trữ tiền Pi, cho phép người nắm giữ Pi tập trung vào lợi ích đầu tư và tăng trưởng. Cam kết bảo mật Pinnitwork đã tái khẳng định cam kết của mình đối với việc phát triển hệ sinh thái an ninh và có trách nhiệm. Ngân hàng đáp không chỉ bảo mật mà còn đảm bảo rằng Pinewood ưu tiên bảo vệ tài sản của chủ sở hữu P làm trọng tâm chính, giám sát liên tục để có tiến triển tích cực. Cộng đồng hào hức chờ đợi những cập nhật tiếp theo liên quan đến Pinewood. Những phát triển trên mainnet và sự ra mắt của Dap Bank là bằng chứng hữu hình cho thấy Pinewood đang phát triển liên tục nâng cao giá trị và tính bảo mật cho những người nắm giữ Pi. Với sự ra đời của ngân hàng đáp trên Menet, Penigw cung cấp pháo đài bảo mật cần thiết cho những người nắm giữ Pi, theo đuổi lợi nhuận mà không phải lo lắng về tính bảo mật của tài sản của họ. Cam kết của Penigw đối với sự phát triển về an ninh và hệ sinh thái hứa hẹn rất lớn cho tương lai của Bitcoin và những người nắm giữ nó. Chúc các bạn may mắn và thành công.